Chào tất cả các bạn. Tôi là Quân, cán bộ khảo sát của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Hôm nay rất vui được gặp lại các bạn trong chuyến hành quân đầu tiên trong ngày đến với gia đình của anh Thanh ở Vĩnh Phúc. Vâng, qua tìm hiểu trên mạng internet cũng khá lâu rồi. Anh và con trai đã biết đến công ty chúng tôi và cũng đã tìm hiểu rất nhiều tất cả các đơn vị tư vấn thiết kế trên tỉnh cũng như là trên cả nước, thì anh rất tin tưởng vào phong cách phục vụ của công ty chúng tôi và anh đã gọi điện đến chúng tôi chỉ trong quyết định tích tắc trong vòng 4 ngày để quyết định là có xin nhà hay không. Và để không phụ lòng mong mỏi của anh, chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để phục vụ tư vấn thiết kế cho anh một căn nhà vườn thật đẹp. Mời các bạn đến với chương trình khảo sát của công ty Kisato và cùng xem cái cách chúng tôi tiến hành khảo sát tư vấn cho vị gia chủ là anh Thanh ở Vĩnh Phúc như thế nào nhé. Chào các bạn. Tôi đang có mặt ở nhà anh Thanh ở Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Thì tôi sẽ quay lại cái hiện trạng nhé. Ở đây là cái cổng vào các bạn nhé. Các bạn có thể nhìn thấy này. Bên tay trái của tôi là cái phần đất này sẽ là không tiến hành thi công. Bên tay trái của tôi đây nữa là phạm vi nhà mà gia chủ đang sinh sống cùng với đại đại gia đình của mình. Bên tay phải của tôi là hiện tại cái phần đất đang sản xuất là gồm có chăn nuôi và phía xa kia là cái ao. Còn toàn bộ đây là vườn cây ăn quả thì gia chủ sẽ tiến hành xây dựng nhé. Ở đây các bạn nhìn thấy rõ nhé, từ cổng vào này, bên tay trái này, bên tay phải và chính giữa này, thì hiện tại gia chủ đang muốn xây dựng một ngôi nhà vườn với cái hướng tây nam. Tây nam sẽ là hướng ra cái bờ ao này các bạn nhé, hướng vuông góc đây luôn, hướng vuông góc về sân đây luôn, ra cái bờ ao này thì sẽ tiến hành một xây một cái nhà vườn với diện tích 150 m². Thì trong cái phạm vi như thế này, trong cái phạm vi như thế này các bạn nhé, thì các bạn gia đình đang muốn là nó trách hướng tây. Hướng tây thì nó sẽ nằm trách theo tôi thế này, trách trách ra đây một tí, là không phải trách vuông góc về đây mà sẽ là trách ra đây. Thì các bạn phong thủy kiểm tra lại tuổi tác để phù hợp với gia chủ. Còn khi mà tiến hành thi công thì cái phần nhà hiện trạng này vẫn giữ lại. Phạm vi thi công thì hất từ cái vườn cau này ra ngoài kia, ra ngoài kia và vườn nhãn này. Rồi, ok. Thì tôi sẽ ra đây để kiểm tra lại cái đất hiện trạng. Đây đây, đây là cái phần đất hiện trạng rất là mát. Nếu mà bỏ mấy cái nhãn này thì hơi phí. Đấy, rất mát đây. Cái hướng của nhà chính là sẽ như thế này. Đây là phần đất vườn rất rộng, trồng rất là nhiều bưởi, nhưng mà thế này thì nó phí quá các bạn nhé. Ok rồi, đất đây thì đất nguyên thổ nên phương án sẽ là móng đơn. Đây làm sao như bố trí mình làm một Chào cái anh nhà ạ. trên Sau đây tôi xin khái quát lại quá trình thiết kế của chỗ anh Thanh. Thì sau khi đi bay flycam thì sẽ xác định khuôn đất như thế này. Hiện tại thì hướng chính của nhà cũng đang rất cần sự tư vấn của bộ phận phong thủy. Thì bộ phận phong thủy lưu ý là phải vào và làm việc ngay với cái phần phong thủy về hướng nhà để bộ phận kiến trúc đi theo sau đấy sẽ phát triển được công việc của mình. Thì hiện tại khuôn đất thế này các bạn nhé. Thì sau khi bay thì tôi sẽ có khuôn đất trong sổ đỏ, nhưng hiện tại thì vì khuôn đất nó rộng quá nên tôi chỉ chụp lại cái phần đất mà sẽ tiến hành thi công. Thì ở cái phần đất trong ô này các bạn nhé, đây ô tôi đang đánh X đây, thì sẽ là cái phần đất sẽ trừ lại không tiến hành thi công, bởi vì là cái phần đất này tương lai gia đình sẽ có kiến riêng. Còn cái phần nhà này là cái nhà hiện trạng mà gia đình đang sinh sống đây, thì dự kiến thì sẽ ngôi nhà sẽ là đặt trong cái khuôn đất cái này các bạn nhé. Tôi sẽ tích lên cái màu xanh để các bạn có thể nhìn thấy rõ hơn, hoặc là màu vàng. Các bạn sẽ nhìn thấy cái khuôn đất này. Thì hiện tại thì gia đình thì đang muốn là trách nó về hướng tây hợp với phong thủy của tuổi của gia chủ. Thì
Ở cái hướng trong cái hình la bàn này thì ở đây là cái hướng 237 độ Tây Nam thì tôi đã đo đây. Thì nếu mà hướng về hướng Tây thì nó phải chếch chếch ở bên phía này các bạn nhé. Thì tính xem là cái tuổi là Tây và Tây Nam này thì liệu rằng cái hướng nào sẽ đẹp đẹp hơn, hợp hơn. Còn chút nữa tôi sẽ quay lại tất cả các hiện trạng quanh đây về vườn cây ao chuồng và cổng chính của nhà gia chủ để các bạn có thể hiểu rõ hơn về cái phong thủy. Thì cấp nước thì gia đình sẽ dự kiến là làm giếng khoan ở bên ngoài thì sẽ là hướng từ phía sau. Cấp điện thì ngay kia cây trước nhà đây. Còn nó thoát nước thì thoát nước theo hệ thống thoát nước dọc trục ngoài đường này. Đấy là các yếu tố chính. Còn về tỷ lệ thiết kế thì tôi đã kiểm tra và đo đạc chính xác. Thì diện tích dự kiến thì nó rơi vào cũng khoảng tầm 150 mét vuông. Thì ở đây đang đang tích hơi to thì nó sẽ tầm 150 mét vuông và dự kiến thì nếu được thì sẽ là trong cái phạm vi như thế này các bạn nhé. Đang dự kiến như thế. Dự kiến như thế nhưng mà cái hướng sẽ là quay ra hướng 237 độ Tây Nam, quay ra phía trước cái phía trước này là có một cái ao. Thì sẽ vì là phối phối theo cảnh nhà vườn nên nếu được đẹp nhất thì sẽ là có vườn cây xung quanh và có ao trước nhà thì nó cũng hợp với là phong thủy. Nhưng mà nếu mà dịch hướng dịch cái phần nhà này mà quá một tí vào phía trong này các bạn này thì tôi sẽ sợ rằng là nó đang cái mặt tiền ấy sẽ đang dính vào cái núi phía trước nhà mà trong cái clip bay flycam cam tôi đã quay lại thì các bạn phải tư vấn sâu cho gia chủ chúng tôi nhé. Rồi ok. Thì em có lưu ý gì nữa trong cái phần hiện trạng này không nhỉ? Trạng thì trong đấy thì em muốn thiết kế cả công trình cũ luôn đấy, À giữ rồi. luôn luôn. Ok, ở đây thì gia chủ sẽ nhờ các bạn thiết kế hộ thêm một cái phần nữa là phần nhà bếp và phần công trình Phòng phụ. ăn, phòng ăn ở ngoài. Nghĩa là các bạn chỉ cần phối vị trí và kích thước và cho gia chủ là được. Thì còn lại thì Được gia rồi. chủ sẽ tự lên phương án thi công như thế nào đấy thì gia chủ sẽ thi công sau. Đấy, thì cái việc mà phối như thế thì các bạn sẽ hỏi lại ý kiến bên chỗ gia chủ là phạm vi nào cho nó phù hợp, bởi vì hiện tại thì cái hướng chính của ngôi nhà cũng đang đang Chưa phân xác vân định, một tí. chưa xác định được. Đấy, ok, thì sau đây tôi xin kết thúc cái quá trình khảo sát.